Chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một video động tác lân lộn ngược. Thì đây là hai bạn của đoàn lân Trung Thảo Đường ở ngoài huyện Tuy Phong nha các bạn. Thì hôm bữa mình có dịp ra ngoài Tuy Phong tham dự cái liên hoan lân siêu rồng. Thì mình quay lại, thì bây giờ mình chia sẻ với các bạn cùng xem. Cái này tham khảo cho mấy bạn nào mới tập lân, chơi lân là tham khảo thôi, chứ không phải dành cho mấy bạn chuyên nghiệp rồi nha. Còn bây giờ mình sẽ cho tua chậm lại cái động tác này nha các bạn. Còn đây là khi mà hai bạn này vô biểu diễn nè các bạn. Nhưng mà do cái khúc mình quay lại camera nó bị lỗi, nó bị mờ. Các bạn coi thông cảm nha. Còn hai bạn này thì cũng là trong đoàn Trung Thảo Đường luôn nha các bạn. Thì hai bạn này cũng biết cái động tác này nên mình quay lại chia sẻ các bạn cùng xem luôn nha. Video mình chia sẻ đến đây được kết thúc nha các bạn. Hẹn các bạn ở những video sau nha. Các bạn nếu thấy hay thì nhớ like và bấm đăng ký theo dõi kênh của mình nha. Rồi chào tạm biệt các bạn.